Đây là một vụ án nổi tiếng toàn cầu. Vào năm 2013, cộng đồng mạng thế giới, trong đó có cả Việt Nam, rộ lên một đoạn video dài 4 phút mờ như không khí Hà Nội. Trong đó là cảnh một cô gái đang loay hoay trong thang máy. Những hành động của cô này rất kỳ lạ. Tay bấm vào một loạt những nút ở hàng giữa ở bảng điều khiển rồi thò đầu ra bên ngoài, quay ngoắt sang hai bên. Sau đó, cô này nép hẳn vào một góc. Cô gái này sau đó lại bước ra ngoài nhìn một lúc rồi giật mình như nhìn thấy gì đó. Cô ta tiếp tục bước những bước theo hình vuông khuất sang hướng bên trái của thang máy. Suốt thời gian đó, chiếc thang máy không hề đóng lại. Cô gái này lại quay lại bấm một loạt nút rồi đi ra ngoài cửa thang máy hô hô tay như đang gọi hồn xoa đầu một đứa trẻ vô hình nào đó cuối cùng cô gái đó bỏ đi về phía bên trái thang máy gần 2 phút sau chiếc thang máy lại hoạt động như bình thường cô gái áo đỏ này là Elisa Lam video đó là những hình ảnh cuối cùng mà người ta ghi nhận được của cô gái này một thời gian sau thi thể của Elisa Lam được tìm thấy trên bể nước của khách sạn của cư trú vậy thì nguyên nhân cái chết của Elisa Lam là gì ai là hung thủ kẻ đó là người hay là một thế lực siêu nhiên đây là vụ án bí ẩn cái chết của Elisa Lam tại khách sạn xì xồ video này được mang đến cho bạn bởi content hạnh phúc và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đính chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về elisa lam cô là một sinh viên đại học 21 tuổi đến từ canada gia đình cô là người nhập cư hồng kông elisa đang thực hiện hành trình du lịch một mình quanh nước mỹ đến ngày 28 tháng 1 năm 2013 cô cập bến los angeles như mọi người con đến từ châu Á khác trong quá trình du lịch Elisa Lam gọi điện về cho gia đình hàng ngày cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2013 gia đình không nhận được thông tin gì từ con gái nữa Elisa Lam đột nhiên biến mất có thể là cô bị lạc ở Los Angeles hóa lệ cũng có thể cô đã là nạn nhân của một vụ việc gì đó để an tâm gia đình lập tức báo cảnh sát khi cảnh sát đến khách sạn Cecil nơi Elisa Lam cư trú họ phát hiện ra ngày cô này mất tích cũng chính là ngày trả phòng nhưng không phải Elisa bùng tiền phòng vì tất cả đồ đạc đã được cô để lại khách sạn thì cũng đã cất đồ đạc xuống kho để lưu trữ trong 30 ngày theo quy định nơi này không có dấu hiệu bị lục lọi cửa không bị phá không có đồ gì liên quan đến hút chích ma túy nhân viên khách sạn nói rằng lần cuối cùng họ nhìn thấy elisa lam là thấy cô đi về khu vực dành cho nhân viên nên là bị mời ra elisa lam sau đó đi về hướng thang máy và cơ thể biến mất phía khách sạn có vẻ như không có thông tin gì hữu ích cảnh sát liền dựa trên những thông tin mà elisa lam đăng tải trên tumblr để tìm ra những địa điểm mà cô đã đến may mắn là elisa coi tumblr như nhật ký hàng ngày nên rất nhiều thông tin được tìm thấy ở trên đó vào ngày cuối cùng elisa đã đến một hiệu sách nơi này cũng không cung cung cấp thông tin gì hữu ích nhưng mà nó liên quan đến một số thứ sau này nên là tôi kể ra. Có một câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao cảnh sát lại sốt sắng với vụ mất tích của Elisa Lam đến vậy? Vì có thể là Elisa chỉ cuốn vào cám dỗ của Los Angeles mà thôi. Để biết câu trả lời thì chúng ta phải tìm hiểu về khách sạn Siso. Khách sạn này được xây từ những năm 1924 và nó là cái khách sạn to nhất thời điểm đó với 700 phòng cho thuê. Đến năm 1930 ảnh hưởng bởi suy thoái, khách sạn chuyển hướng thành phòng trọ giá siêu rẻ cho tất cả thành phần xã hội, không cần tiền cọc, không cần kiểm tra lý lịch tự trung Đây là nơi tuyệt vời cho những sát nhân, kẻ tâm thần, tội phạm hiếp dâm sinh sống. Hàng loạt những vụ giết người, tự tử cũng đã xảy ra ở khách sạn này. Cecil trở thành một nơi đầy tai tiếng. Không chỉ có vậy, khu vực xung quanh khách sạn được coi là khu Skid Row là nơi tập trung các dịch vụ quyền lợi cho người vô gia cư. Thế nên người vô gia cư tụ tập hết về đây. Thậm chí chính quyền cũng ủng hộ điều này. Dần dần, Skid Row trở thành nơi tụ tập của đủ các hạng người cai nghiện mới ra tù vô công rồi nghề tỷ lệ tội phạm cao ngất ngưởng đây chắc chắn là một nơi cực kỳ nguy hiểm cho một sinh viên nữ như Elisa Lam quay lại về quá trình điều tra của cảnh sát họ xem lại toàn bộ camera của khách sạn trong ngày cô gái này mất tích và không hề thấy Elisa Lam đi ra ngoài. điều này chứng tỏ cô vẫn còn đâu đó ở trong khách sạn. Cùng lúc đó, đoạn video trong thang máy được tìm thấy. sau một tuần, Elisa vẫn chưa được tìm thấy. cảnh sát huy động nhân lực lục soát tòa nhà, sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm lên cả sân thượng. nhưng lần này vẫn không tìm được Elisa. mà ngay trong thời điểm này, một vụ trọng án xảy ra. Christopher Donner, một kẻ chuyên đi săn lùng, hạ gục các sĩ quan. thế nên cảnh sát đa số được điều động để đi bắt cái tên này. vụ án của Elisa Lam chỉ còn lại bốn thám tử điều mà nếu cuộc tìm kiếm kéo dài càng lâu thì cơ hội tìm thấy càng ít mà lực lượng bốn thám tử thì lại quá ít thế nên họ công bố vụ án cùng video lên mạng để nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng sau 13 ngày Elisa mất tích video của cô được một YouTuber tìm thấy kể từ đó thì rất nhiều biến động đã xảy ra video đó nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng rất nhiều thám tử mạng đã vào cuộc họ bắt đầu điều tra thông tin trên mạng của Elisa Lam và phát hiện cô bị rối loạn lưỡng cực nặng rối loạn lưỡng cực nghĩa là lúc vui lúc buồn thất thường buồn đến trầm cảm mà vui đến mức hưng cảm họ phân tích đoạn băng thì cho rằng Elisa đã có thể sử sử dụng chất kích thích nên mới có những hành vi khó hiểu như vậy. Phía khách sạn thì cũng nói rằng Elisa ban đầu ở chung phòng với hai người bạn nữa, nhưng hai cô kia bảo là Elisa hành động kỳ quái nên khách sạn phải tách cô ra ở riêng. Liệu ma túy có phải căn nguyên câu chuyện không hay là còn một kẻ khác bên ngoài nữa? Vì những hành động trong thang máy của Elisa giống như đang trốn chạy, lúc thì giống như đang giao tiếp với một người nào đó bên ngoài mà khách sạn Ziso thì tạp nham, quá nhiều người mờ ám sống ở đây nên phía cảnh sát không thể kiểm soát được hết. Điều đặc biệt nữa của khách sạn Ziso là nó có hai khách sạn trong một khuôn viên, một cái là Siso, một cái là Stay On Man Bởi vì khách sạn siso dính quá nhiều tai tiếng mà chính quyền không cho thay đổi nơi này thành một khách sạn đúng nghĩa Phải giữ là một nhà trọ giá rẻ Thế nên ban quản trị quyết định tách một bộ phận ra làm khách sạn Stay On Man chiếm cứ tầng 456 Khách thuê lâu dài ở tầng 23, còn lại từ tầng 6 đến 15 là Cecil Tầng ở gắng cao thì càng nguy hiểm hơn Elisa Lam đến thuê ở đây là khách sạn Stay On Man Nó thì khá an toàn và tách biệt hẳn với Cecil Chỉ có duy nhất một nơi mà hai bên dùng chung với nhau là khu vực thang máy Quay lại với video trong thang máy những thám tử mạng để ý phần thời gian trong thang máy bị làm cho cực kỳ khó nhìn. Cơ mà họ cũng nhận ra video có dấu hiệu bị cắt bỏ, cụ thể là khoảng 5 3 giây, thậm chí là còn bị làm chậm lại. Rất có thể hung thủ đã chỉnh sửa video. Vậy thì ai có thẩm quyền để làm điều này? Một là nhân viên khách sạn, hai là phía cảnh sát hoặc là cả hai đang bao che cho hung thủ. Đến thời điểm này thì Elisa Lam vẫn chưa được tìm thấy. Mãi đến khi khách hàng phản ánh rằng nước rất yếu và có mùi vị kỳ lạ, phía khách sạn mới cử nhân viên lên kiểm tra và họ tìm thấy xác của Elisa sau 19 ngày mất tích. Xác của cô khỏa thân trong bể nước, quần áo được tìm thấy ở dưới đáy bể. Điều này dấy lên một câu hỏi là tại sao cảnh sát đã dùng đến cả chó nghiệp vụ mà không tìm thấy được thi thể và đến tận bây giờ khi cái xác được tìm thấy, họ vẫn không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay hay chứng cứ nào xung quanh khu tầng thượng cả. Vụ án với hàng loạt câu hỏi này trở thành câu chuyện ly kỳ trên mạng. Người ta vẽ thêm hàng loạt những thứ để phủ lên nó màu sắc bí ẩn. Các hiệp sĩ công lý mạng cứ lũ lượt kéo đến khách sạn để điều tra. Một số điều bí ẩn trong đoạn video thang máy cũng được sáng tỏ. Ví dụ như việc thang máy không hoạt động trong suốt thời gian video là do Elisa đã bấm nút đợi ở hàng chờ. Cũng dựa trên video Điều đó, người ta phát hiện chiếc thang máy đang ở tầng 15 vì Elisa bấm vào đó mà nút không phát sáng. Vậy thì cô này đã làm gì ở một tầng cao như vậy? Từ tầng 14 lúc này chỉ còn hai con đường để lên tầng thượng, đấy là cửa thoát hiểm và cửa thang bộ. Đường cửa thoát hiểm thì chỉ có một chiếc thang treo leo ở tầng 15, rất khó để trèo lên. Cửa thang bộ thì có chuông báo động mở ra là nhân viên sẽ biết ngay. Phía cảnh sát thì vẫn tiếp tục điều tra theo hướng đây là một vụ sát hại. Họ cho rằng việc lợi dụng bể chứa nước để giấu xác thì hung thủ phải nắm rõ nơi này, có thể là nhân viên, có thể là một khách trú lâu năm. Cảnh sát tiếp tục theo dõi camera để xem Elisa có tiếp xúc với ai không. Có hai người đàn ông mang theo thùng cắt tông giao cho Elisa, nhưng đấy chỉ là nhân viên của cửa hàng sách. Hai người này cũng không có dấu hiệu gì đã quay lại khách sạn sau đó. Cuộc điều tra lại đi vào bế tắc. Họ lại một lần nữa phải cầu cứu đến cộng đồng. Hàng loạt giả thuyết và suy luận liên tục được gửi về. Đầu tiên, bể nước có nắp đậy nặng đến 9 kg, không có bản lề. Elisa rất khó có thể mở nó bằng tay không. Và cho dù là tự mở được đi thì cô nhảy vào đấy làm cái gì? Liệu rằng Elisa có đang chơi đồ nên nhảy vào không hay là cô ta có ý định kết liễu bản thân? Nhưng mà nếu kết liễu bản thân thì tại sao phải cởi đồ ra hàng loạt các dữ kiện đều chỉ ra có một hung thủ đứng sau thậm chí là hướng đến rõ ràng một nhân viên khách sạn vì họ thông thuộc địa hình có chìa khóa lên tầng thượng có thể tắt báo động cửa bây giờ thì mọi người chờ đợi kết quả pháp y để tìm thêm thông tin đầu tiên thì trang phục tìm thấy dưới đáy bể trùng với quần áo trong video nên có thể nói thời điểm tử vong của elisa ngay gần lúc đó nhưng vì môi trường nước bể thay đổi rất nhiều trong ngày nước ấm nước lạnh đều ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thế nên không thể xác định được thời điểm tử vong chính xác thi thể không có dấu hiệu bị tổn thương không có dấu vết bị xâm hại thậm chí là dấu hiệu của chết đuối cũng không có không có bất kỳ một bằng chứng nào cả phía bên pháp y đành phải đợi kết quả phân tích xem có chất kích thích hay không vì vụ án này quá nổi tiếng thế nên phía cảnh sát phải trì hoãn việc công bố nguyên nhân tử vong cho đến khi toàn bộ kết quả xét nghiệm được gửi về nhưng chính vì việc trì hoãn quá lâu nên cộng đồng mạng phẫn nộ họ bắt đầu suy đoán cảnh sát bao che thủ phạm từ việc chỉnh sửa video cho đến việc dùng chó nghiệp vụ cũng không tìm được thi thể trên tầng thượng thậm chí mọi người còn phát hiện ra nội dung vụ án này giống hệt với bộ phim Darkwater năm 2002 nạn nhân cũng đến một khu chung cư cũ cũng mà Á màu đỏ cũng bị ngã xuống bể nước ở tầng thượng cũng là màu nước sinh hoạt thay đổi khiến người ta tìm thấy cái xác. Nhìn chung là tất cả điểm mấu chốt của vụ án đều giống phim cả. Điều đó làm mọi người đoán rằng có một tên sát nhân biến thái đã cố tình làm theo phim. Nhưng đấy chưa phải là giả thuyết điên cuồng nhất. Hai ngày sau khi Elisa Lam được phát hiện, một bệnh dịch lao bùng lên xung quanh khách sạn. Điều trùng hợp ở đây là bộ xét nghiệm bệnh lại tên là Lam Elisa, rõ ràng là đảo ngược của tên cô gái này. Các nhà bí ẩn trên mạng cho rằng Elisa chính là một vũ khí sinh học của chính phủ nhằm lây lan bệnh dịch lao mới bí mật tiêu diệt những người vô. Cư. giả thuyết này còn được ủng hộ tại vì trường đại học mà Elisa học có một phòng nghiên cứu bệnh lao lớn. Thậm chí mã biêu chính của nhà sách mà Elisa đến thăm cuối cùng chính là địa chỉ của nghĩa trang nơi cô được chôn cất. Có vẻ như hiệu sách chính là nơi mà Elisa nhận lệnh của chính phủ. Theo một giả thuyết khác, người ta phát hiện một kẻ có kênh YouTube là Morbid, một tay làm nhạc theo chiều hướng chết chóc. Tên này có đăng tải một video đã trú tại khách sạn Cecil. Thậm chí vài ngày sau vụ án của Elisa, thì tên này ra mắt một bài hát đáng ngờ về cô gái Trung Quốc bị chết đuối. Dư luận bắt đầu tấn công Morbid và tên này đang một video nói rằng hắn không làm. Sau nhiều ngày thì kết quả đã có. Elisa Lam không có dấu hiệu của việc dùng chất kích thích hay là việc dùng quá liều thuốc chữa bệnh rối loạn lưỡng cực đúng hơn. Họ phát hiện ra cô dùng quá ít thuốc chữa bệnh. Thông qua Tumblr, cảnh sát phát hiện ra cô tỏ ra rất ghét uống thuốc. Vì điều đấy làm cho cô bất thường hơn so với mọi người. Thậm chí chuyến du lịch một người này lại để Elisa chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường. Thế nên Elisa đã ngừng dùng thuốc trong suốt chuyến đi. Đấy là lý do khiến cho cô có những hành động kỳ lạ dẫn đến việc hai người bạn cùng phòng phải tách cô ra ở riêng. Với trạng thái tâm lý bất ổn như thế thì Elisa Lisa cực kỳ dễ trở thành nạn nhân. Vậy thì giờ còn câu hỏi là làm sao mà cô có thể vào trong bể nước được hoặc bị giết hoặc làm sao bất tỉnh trước đó thì thi thể cô phải có vết bầm xước do di chuyển. Nhưng mà ở đây thì không có gì cả. 4 tháng sau ngày mất tích ngày 21 tháng 6 năm 2013, phía cảnh sát đã tuyên bố nguyên nhân tử vong là tai nạn đuối nước. Tuyên bố này không được cộng đồng công nhận. Còn có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Ai là người đã đóng nắp bể lại? Tại sao Elisa lại khỏa thân? Việc không có dấu vết bị thương thì cũng không chứng tỏ là không có hung thủ bởi vì lỡ như Elisa bị hung thủ dùng súng ép nhảy xuống bể thì sao? thậm chí đã trong báo cáo khám nghiệm của pháp y thì ban đầu có tích là không rõ nguyên nhân kẻ chết sau lại sửa là nguyên nhân do tai nạn thì vì sao lại phải sửa như vậy tại sao không có báo cáo của cảnh sát về vụ này trên mạng tại sao video thang máy lại được chỉnh sửa liệu rằng cảnh sát với khách sạn đang che giấu hung thủ thực sự nhưng mà sự thật thì mọi chuyện như thế này Elisa Lam có tiền sử không uống thuốc đến mức bị hoang tưởng lần này cũng như vậy cô bỏ thuốc dẫn đến bị loạn thần khiến cho cô tưởng tượng rằng có kẻ đang cố gắng hãm hại mình Elisa bỏ chạy bằng đường thoát hiểm lên tầng thượng rồi tưởng rằng bể nước là chỗ trốn an toàn và nhảy vào đó Eliza nhận ra sự việc nên cởi quần áo để làm giảm trọng lượng cơ thể để dễ bơi lên trên hoặc có thể do cơ thể bị giảm thân nhiệt xảy ra các biến đổi sinh lý khiến cho Eliza lầm tưởng cô bị nóng nên cởi đồ. Cái này thì các bạn có thể tìm video giải thích vì sao người chết cóng thường cởi đồ ra. Việc báo cáo pháp y chỉ là nhầm lẫn trong việc tích và được sửa lại. Video trong thang máy bị cắt và làm chậm đi là do các bên truyền thông chỉnh sửa. Mọi câu trả lời gần như là hợp lý. Chỉ còn một câu hỏi duy nhất là tại sao nắp bể lại đóng. Mãi đến ngày 19 tháng 9 năm 2013 khi gia đình Elisa Lam đâm đơn kiện khách sạn vì khinh suất trong việc quản lý không quan tâm đến tình trạng tinh thần của khách hàng thì một nhân viên khách sạn đã nói ra việc ban đầu chiếc nắp của bể được mở ra hóa ra là cảnh sát đã sai lầm trong giao tiếp khiến mọi chuyện bị hiểu nhầm cuối cùng là câu chuyện dùng chó nghiệp vụ mà không tìm thấy elisa lam trong bể nước một lần nữa phía cảnh sát lại nói đó là sơ suất của họ vậy thì với hàng loạt những giải thích rằng sai sót lỗi lầm hiểu nhầm như thế thì bạn có tin vào kết luận của cảnh sát hay không hãy để lại ý kiến bên dưới tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại